35 vào 36, chào các bạn 36. Ngày nay anh em 35 Ninh Bình vào 36 giao lưu. Cảm ơn chủ nhà, đây là tiếp đón đội 35, đây 35 này. Đây 36 này. Đây Đấy, 35. 35 này, À, anh đây em là 35 cộng 1 này. 35 cộng 35 1. cộng 1 là 36. Vào đây thì có món rất ngon, đây là vịt om măng à. Thịt om măng với lại thịt Đấy, bò thịt bò sạch nhà làm xào rau muống. Và Thanh vào Thanh Hóa là không thể thiếu cái món này. Không giống như kiểu ra Ninh Bình là phải có thịt dê. làm. Thanh Hóa là phải có nem chua. Được. Nào mời các bạn ra Ninh Bình Mọi người ăn trưa nhá. Là nói mình đã có mặt đâu. Đây là Nam Trọng lên hình để chào các bạn. Đấy, quay mặt đây, tự nhiên nó đầy của mọi người. Đấy, em thì trông cứ xấu xấu này thôi, nhưng đi đâu toàn người quý, toàn người tốt quý. Là vào hôm nay là anh em làm chuyến ngao du ngày mưa, tại ở Bình Ninh Bình thì Sơn, mưa, tại vào Bình đến Sơn Thanh Hóa thì nắng như đổ lửa. Thanh Hóa là cứ phải có nào món vào nem Thanh Hóa chua. mà nấu được bữa cơm mà đến 60 cơ Đấy, Thanh Hóa là cứ phải có nem chua ăn chấm trưa tương. mà Mọi này người bao ăn nhiêu trưa tuổi nhá. Mọi người nem tớ chua. tớ 1m7 mà cũng Có còn có có đồng đồng chí lòng bạn này, cam có đi cho nó đồng ấy Minh. cho Không, mỗi mình là còn đàn ông đây này. bỏ Một sữa mình ra tám hộp sữa này dùng làm sao hết được. nhất là vào Món đây cũng là phải cái đường nem đúng không chay. ạ, về ăn rửa xe chắc ăn lục bụng mãi là đi vào Thanh Hóa nhà bạn đường sợ Dạ. bẩn bữa đấy Không, bẩn nếu bẩn mà em xin phép bác này em nghỉ hôm nhá, mai về rượu nợ bác nào em chuyển. Em ăn trưa hả?